Xin chào tất cả các bạn, đây là video cô hướng dẫn các bạn sử dụng và khai thác tài khoản Excel. Mời các bạn cùng theo dõi màn hình và cách cô sẽ hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng tài khoản Excel hiệu quả đúng không? Cô sẽ thoát ra trước. Đây là màn hình giao diện chính của tài khoản Excel, các bạn có thể theo dõi lại là các bạn đánh lên trên tài khoản nhé, trên website nhé, là ixl.com đúng không? Click vào đây. Sau đó nó hiện ra cái màn hình chính. Ở đây là điền thông tin tài khoản. Thì ở đây có tài khoản của con của cô rồi đúng không? Thì chúng ta click in vào đây, log in. Click vào khi đăng nhập thì mới cái giao diện mới đăng nhập vào lúc nào nó cũng sẽ gợi ra đưa ra những cái gợi ý là chúng ta có thể theo và chúng ta có thể bỏ qua cái gợi ý này không làm theo thì chúng ta sẽ vào đây đó learning nó click vào đây, click vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy này các môn này math, language, science, social đó bốn môn chính tương đương với cả bốn môn phổ thông của Mỹ và ở đây nó là không có video dạy đúng không, chỉ có phần luyện tập bài tập trắc nghiệm. Tức là gì, nó sưu tập, người ta xây dựng ra một bộ sưu tập các câu hỏi và trả lời bằng cách là trả lời theo trắc nghiệm. Bạn có thể lấy ví dụ nhá, và một môn nhá, math là môn toán đúng không? Thì đây các bạn nhìn này, dọc bên trái này, đó, dọc bên trái đây chính là phân theo grades đúng không? Pre-K tức là dành cho học sinh 4 tuổi, K 5 tuổi, 1 6 tuổi. Nhưng ở đây là phân theo trình độ của học sinh bản ngữ. Đúng không? Ví dụ như là cô ví dụ vào đây nhé. Toán của nước ngoài khá là dễ, nó không giống như toán của Việt Nam. Nhưng mà cái tính ứng dụng của nó. Select the number that is 10 more than 79. Đó. Thì ở đây có phần cái loa và chúng ta sẽ có thể click vào để nghe câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời. Ví dụ, cô chọn đáp án 89 đúng không? Ví dụ như thế. Khi chọn các môn khác, chúng ta lại quay trở lại kích vào Learning. Và chúng ta sẽ chọn môn, ví dụ như là Science đi chẳng hạn, môn khoa học. Đó, 4 môn. Thì ở đây môn này nó sẽ không xếp đến lớp 12 mà nó sẽ dừng lại ở môn đến lớp 8. Nhìn thấy không? Ví dụ vào cái lớp 1. Đó, các bạn. Đó, luôn luôn có cái phần. Natural resources are things found in nature that people can use. Natural resources are not made by people. Which picture shows a natural resource? Đó. Khi mà cái gợi ý phần đọc ở đây á nó khá là tốt, mỗi lần click vào và nghe lặp lại nhiều á nó sẽ thành cái thói quen và cái khả năng nghe của con cũng sẽ tiến bộ lên. À, làm bài tập ví dụ chẳng hạn như là đó. Chọn sai đúng không, thì khi mà chọn sai thì nó sẽ hiện ra sao, đây người ta sẽ giải thích phần dưới này, thì cái này là cái điểm cộng ở trong cái tài khoản Excel, là khi mà làm bài tập bị sai thì được hỗ trợ giải nghĩa đúng không, vì sao sai, để dần dần mình làm thành thói quen và hiểu dần qua cái việc này, thế nên là việc làm sai cũng không phải lo lắng đúng không? Tương tự các môn khác cũng vậy. Thì đấy, đây là phần tài khoản Excel. Hy vọng là video này hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng đăng nhập và sử dụng tài khoản Excel và mục đích của nó. Khi chúng ta muốn cho con học cái phần trả lời câu hỏi như này, tức là con sẽ cần phải có một cái kiến thức nền, học cái gì đó trước rồi, tức là các con sẽ học và hiểu rồi, thì có một chút kiến thức rồi, dần dần các con sẽ làm thêm cái phần ở trong này để luyện tập lại đúng không? Chứ nó không phải là cái phần để mà khởi đầu để học đúng không? Chúng ta lưu ý cái phần đó.
Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng nó là một cái công cụ để có người khai thác cùng với con. Tức là gì? Để mà con ngay từ đầu không biết gì á mà sử dụng luôn tài khoản ICO là sẽ không 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 khả thi. Còn nếu như chúng ta sử dụng nó là một cái nguồn để chúng ta khai thác cùng với con, hỗ trợ con để giúp con hiểu bài hơn á, thì nó rất là hữu ích, bởi vì là trong cái phần này nó sẽ có cái hình ảnh giúp cho con hiểu về cái nghĩa của từ chẳng hạn, đúng không? Càng cái level ở đầu tiên thì nó sẽ dễ, cái level xuống dưới thì càng khó dần lên, thì chúng ta lưu ý điều đó. Hy vọng là video có ích để các bạn có thể khai thác và bắt đầu khai thác ICL như thế nào cho hiệu quả, đúng không?